Tôi thiệt á, kg chứ có phải quần đâu, muốn tuột lúc nào tuột trời. Kg mà mới có 9 ngày nó sao chưa xuống, mà trong khi đó xuống được 1 kg rồi. Hình như là muốn xuống còn 200 gram á chịu hay sao á. Trời ơi, kg tôi nói các bà thế này nha, 3 tháng đầu tiên á, nó chỉ là phư cái thời gian để mà làm quen vận động, để làm quen với lại lối sống mới thôi. Có nghĩa là làm quen với việc là tập luyện này, làm quen với việc ăn uống khoa học hơn một chút, ngủ nghỉ khoa học hơn một chút, tâm trạng tốt hơn một chút. Và sau đó bắt đầu chúng ta mới nghĩ tới việc là chúng ta giảm kg xuống. Trời ơi, kg mà giảm dễ như vậy đúng không? Thì đâu có ai xấu đâu, đẹp hết rồi mọi người ơi. Mọi người ơi, đừng có vậy. Trời ơi, mọi người áp lực vì cân nặng quá và tổn luôn nha. 9 ngày này bài giảm 1 kg này á, thật sự nó là số ảo thôi. Các bạn chú ý nha, kg của mình á mà tầm khoảng cỡ 1-2 kg là số ảo thôi. Có nghĩa là bạn chỉ cần uống ly nước vô thôi là lên nửa ký rồi. Bạn chỉ cần đi vệ sinh thôi là xuống nửa ký, 1 kg là bình thường rồi. Nên là đừng có tin mấy cái kg ảo này nha. Rồi bạn này comment nó là gì? Em tập ngày 2 buổi 2 tiếng kháng lực cardio. Chợ làm như là tập ngày 10 tiếng, tập 2 tiếng bình thường có gì đâu. Tập 2 tiếng là chuyện rất là bình thường, chẳng có gì cả. Mấy ta mọi người đi tập kháng lực tầm khoảng 1 tiếng hồ, cardio tầm khoảng 1 tiếng hồ là chuyện rất bình thường, như vậy cơm đường hộp sữa. Đừng nghĩ là mình ghê gớm rồi nha. À, tất nhiên là tập như vậy là tốt rồi, nhưng mà nó không phải quyết định cho mình giảm cân giảm mỡ, mà cũng không phải là quá nhiều nha. Giảm mỡ không do cái miệng của mình, ngậm miệng lại bớt ăn lại thì nó mới ốm được. Ai, mặc dù em đang thừa cân rất nhiều, mà thừa cân dạy mày giảm siêu chậm, giảm 200 gram mới nhanh hay sao á. Tôi thiệt, tôi nghĩ mấy bà mà ăn cho cố vô xong mặt thù lù lên xong rồi là muốn giảm kg nhanh, không hiểu sao luôn ta, kỹ ta. Sao mà cuộc đời này đâu có gì mà dễ dàng vậy. Nếu dễ dàng vậy thì đôi lúc người mập người ta mới có hiểu, mới có cái giá trị rồi. Người ốm là người không đẹp, người mập mới đẹp. Trời ơi, ăn cho cố vô mập trong vòng 20-30 năm xong rồi vừa cứ muốn 2 tháng xong xuống à, xuống còn 200 gram mà được nha. Kg từ từ nó xuống chứ, nói rồi nha. 3-5 tháng đầu tiên là chỉ là thời gian làm quen thôi, sau đó mới giảm xuống. Trời ơi, ham gì mà giảm dữ vậy ta.